Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu 5 điều đặc biệt của trường âm nhạc Việt Hương. Điều 1, chương trình đào tạo quốc tế. Trường âm nhạc Việt Hương là đối tác chính thức của chương trình LCM, viết tắt của London College of Music đến từ Anh Quốc và Kawai Music đến từ Nhật Bản. Dù mỗi tuần chỉ đến trường một lần, bạn vẫn có thể lấy bằng cử nhân hoặc cao học. Điều 2, cơ sở vật chất. Không gian và phòng học của trường được trang trí bắt mắt, sắc màu, kích thích khả năng sáng tạo. Điều 3, đa dạng môn học. Trường âm nhạc Việt Hương có đầy đủ các bộ môn nhạc cụ như piano, guitar, trống, thanh nhạc và đa dạng các môn học khác dành cho cả lớp cá nhân và lớp nhóm. Điều 4, các hoạt động hấp dẫn. Ngoài giờ học trên lớp, trường còn tổ chức nhiều hoạt động như workshop, các kỳ thi kiểm định chất lượng, các buổi biểu diễn lớn nhỏ. Điều 5, chương trình ưu đãi. Hàng tháng trường luôn có những chương trình ưu đãi cực hấp dẫn dành cho học viên như ưu đãi giờ vàng, ưu đãi khi đăng ký 2 hoặc 3 khóa học, ưu đãi học viên mới. Và một điều đặc biệt trong tháng 7 này, chi nhánh trường ở quận 7 sẽ chuyển sang một địa điểm mới với không gian rộng rãi, tiện nghi và nhiều điều bất ngờ hơn đang chờ đón các bạn học viên.